Hello hello, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một bộ phim siêu kinh điển. Một cuốn tiểu thuyết siêu kinh điển về giới mafia. Mình tin chắc rằng bạn sẽ phải tìm đọc cuốn sách ngay sau video này. Ok, bắt đầu nào. Bố già tượng đài của mọi gã đàn ông có nguyên mẫu từ người phụ nữ. Cách đây hơn nửa thế kỷ, có một bố già đã từng làm chấn động giới văn chương thế giới, điều mà chính cha đẻ của nó, Mario Puzo, cũng không ngờ tới. Khó có thể liệt kê hết những điều tạo nên sự thành công cho một tiểu thuyết kinh điển của mọi thời đại, hay người ta vẫn gọi là cuốn tiểu thuyết mọi đàn ông phải đọc. Với sự giới hạn đó, người viết chỉ xin dừng lại ở chân lý hạt nhân mà bố già đã đem tới và cái tài để những giá trị ấy đúng với mọi thời đại. Hình mẫu mọi đàn ông ao ước, một tiểu thuyết về thế giới mafia, riêng chủ đề đã chạm đúng lọc của nhiều gã đàn ông. Bởi, chất đàn ông từ xưa tới nay luôn đóng khuôn với những danh vọng, địa vị và quyền lực, mafia nội hàm được tất cả điều này. Và bố già Godfather là kết tinh của những điều trên. Vito Corleone và Michael Corleone chính là định nghĩa về bố già của Mario Puzo. Hai người đàn ông của gia đình, hai ông trùm của một xã hội thu nhỏ chiến đấu và bảo vệ điều quý giá nhất bằng bản lĩnh và tình yêu của mình. Ngay từ những trang đầu tiên, chất đàn ông của bố già đã hiển lộ rõ qua thủ pháp đối nghịch. Johnny Fontane, đứa con đỡ đầu tới khóc lóc, rên rỉ với bố già. Chứng kiến điều đó, bố già Vito gầm lên, mày phải bắt đầu hành động như một người đàn ông đi, chứ làm sao, chao ôi, mày sống gần tao bấy nhiêu năm mà hành động, cứ xử tệ thế này sao, một ông lớn của Hollywood mà lại khóc than, quỵ lụy, van xin lòng thương hại à. Bài học đầu tiên, đàn ông là để kẻ khác phải quỵ lụy van xin mình chứ không phải ngược lại, đúng quá, kẻ nào mà không muốn mình trở thành kẻ mạnh. Xuyên suốt tác phẩm, bố già Vito Corleone luôn dạy những đứa con trai của ông những bài học để trở thành kẻ mạnh, bố đã dành cả đời để cố gắng không bị bất cẩn. Đàn bà và trẻ em có thể bất cẩn, nhưng đàn ông thì không. Bài học thứ hai, đàn ông làm việc của đàn ông với chữ tín và sự cẩn trọng. Vito ít nói nhưng từng lời nói của ông chính là dấu niêm phong cho sự an toàn gần như tuyệt đối đối với những người được ông đồng ý bảo vệ hay giúp đỡ. Để trở thành một kẻ mạnh, phải giữ được chữ tín và cẩn trọng. Nhưng làm thế nào đó chính là bài học thứ ba. Cân bằng giữa những mặt đối lập lý trí và tình cảm, quyết liệt nhưng thâm trầm, cứng rắn nhưng mềm dẻo, đứng vững giữa cán cân của sự trung dung tạo nên bản lĩnh. Phong thái của một người đàn ông, bố già không đơn thuần dạy đàn ông cách sống mà còn hướng anh ta tới giá trị độc tôn của cuộc đời. Bài học thứ 4, bài học đắt giá và quan trọng nhất, gia đình là thứ tồn tại duy nhất. Đọc tác phẩm bố già thấy lồng lộng hai chữ gia đình trong câu chuyện, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, tình hình nào, gia đình luôn được đặt lên hàng đầu. Nhận định này không sai, thậm chí qua ngòi bút của Mario Puzo, gia đình là lời bào chữa thành công nhất cho một tổ chức tội phạm khiến vị thẩm phán dù nghiêm khắc nhất cũng buộc phải khoan hồng. Nói thẳng thì nó là sự tẩy trắng cho mọi tội ác của một bố già đầy nghĩa khí hết lòng phụng sự gia đình, kho báu mà cả đời ông ta gây dựng, phát triển và bảo vệ. Suy cho cùng, gia đình là giá trị hạt nhân, là sự tồn tại duy nhất. Bố già một nhân vật hư cấu nhưng là hình mẫu đậm đặc chất đàn ông mà mọi cánh mày râu đều ao ước và hướng tới. Đương nhiên không phải bước theo cái ác, mà sống trong chất đàn ông thấm đẫm từng câu chữ, từng hình ảnh, từng lời thoại. Một người đàn ông không dành thời gian cho gia đình của mình không bao giờ có thể là một người đàn ông thực sự. Gia đình là nơi sinh ra một người đàn ông, hành trình bảo vệ gia đình sẽ dạy người đàn ông trở thành bố già. The Godfather, một trong những tiểu thuyết kinh điển và có giá trị vô cùng to lớn trong cuộc đời của rất nhiều gã đàn ông trưởng thành. Xuất phát từ nguyên mẫu một người phụ nữ, mỗi khi nhân vật bố già mở miệng, tôi lại nghe thấy giọng của mẹ mình trong đó, tôi như nghe được sự khôn ngoan, rắn giỏi và tình yêu vô bờ dành cho gia đình lẫn cuộc sống. Đúng vậy, sự dũng cảm của John Vito và sự trung thành với gia đình đích thị là sao y bản chính của mẹ tôi. Và tôi biết mình chả thể trở thành anh hùng trong câu chuyện của đời mình. Người ấy phải là mẹ tôi, chính cha đẻ của bố già từng thẳng thắn chia sẻ sau bao đồn đoán về nguyên mẫu nhân vật ông trùm John Vito Corleone. Bất ngờ rằng The Godfather lại mang hơi hướng của người mẹ, chứ không phải của một ông trùm sừng sỏ nào cả. Bản thân Puzo nói rằng ông chưa bao giờ tiếp cận với một tay gangster bằng xương bằng thịt, rằng bố già là một nhân vật do nhà văn bịa ra mà thôi. Điều tưởng chừng như vô lý lại hết sức hợp lý, còn ai có thể cho Mario Puzo nguồn cảm hứng dồi dào. Thấu hiểu sâu sắc giá trị của gia đình hơn một người mẹ, ai là người có thể trung dung được giữa nhu và cương, giữa mạnh mẽ và mềm dẻo, giữa lý trí và tình cảm hơn một phụ nữ Italia nhập cư phải làm mọi thứ để có thể nuôi sống con cái và giữ cho gia đình hòa thuận. Điều này hợp lý hóa mọi thứ về một kẻ đầu sỏ máu lạnh nhưng lại là một người cha nhân hậu và ấm áp trong tác phẩm của Đại Văn Hào. Đời là chất liệu cho văn, văn tạo giá trị cho đời, còn ai làm điều này tốt hơn bố già qua bậc thầy nhào nặn Mario Puzo. Từ chất liệu thực ông xây dựng nên một bố già trong văn chương, nhưng cũng từ đây những bố già của đời thực được sản sinh, thực tế. Godfather vốn có nghĩa gốc là cha đỡ đầu, chính Mario Puzo là người đã viết lại định nghĩa của Godfather. Sau khi tác phẩm trình làng, các ông trùm đều tự gọi mình là Godfather, kể cả giới cảnh sát và báo chí sau này cũng dùng từ ấy để gọi những tên trùm tội phạm. Chính sự nhào nặn nhuần nhuyễn giữa văn và đời đã cho bố già một đời sống riêng của nó. Hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng những bài học của nó cho đến giờ vẫn là chân lý. Godfather đã đi vào đời sống một cách tuyệt vời như thế.
Điều này lý giải vì sao những tác phẩm khác của Mario Puzo cũng viết về mafia như Đất Máu Sicily, Ông Trùm Cuối Cùng, Luật Im Lặng, Cha Con Giáo Hoàng, nhưng Bố Già vẫn được độc giả và giới chuyên môn đánh giá là tiểu thuyết tuyệt vời nhất, dù cha đẻ của nó luôn phủ nhận điều này. Trớ trêu của Bố Già, điều đại chúng công nhận là sự phủ nhận của Mario Puzo. Nhắc đến Mario Puzo, người ta sẽ bật ngay Bố Già. Và ngược lại, điều này đã từng khiến Mario Puzo chạnh lòng, vì những tác phẩm mà ông dành nhiều tâm huyết hơn đã không được chú ý như Bố Già. Sir Arthur Conan Doyle cũng phải đồng cảm vì Sherlock Holmes cuốn tiểu thuyết nổi tiếng đến mức làm người ta choáng ngợp mà quên đi những tác phẩm xuất sắc khác của ông. Mario Puzo chưa bao giờ chối bỏ. The Godfather thực ra một tác phẩm được viết vì tiền, một quyển sách thương mại đúng nghĩa, khác hoàn toàn với hai quyển văn chương thuần túy trước đó mà ông tự thấy là nghệ thuật chân chính. Và với ông, The Fortunate Pilgrim mới là tác phẩm xuất sắc nhất đời mình, dù nó khiến ông thậm chí còn nghèo đi. Nên đọc tiểu thuyết hay là xem phim? Sau khi đã đọc xong tiểu thuyết, mình đã tìm phim Bố Già để xem, nhưng theo đánh giá của bản thân thì các bạn nên tìm đọc tiểu thuyết trước khi xem phim. Khi đọc sẽ hay hơn rất nhiều, vì vậy mình khuyên các bạn nên đọc truyện hơn là xem phim. Nếu có xem thì xem sau khi đọc truyện. Trên đây là bài giới thiệu về cuốn tiểu thuyết Bố Già của mình. Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like với một share nhé. Cảm ơn mọi người.